Rồi em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì em có dọn lên một bộ máy thùng 508 nha. Ok 508. Đó, bộ này thì em cho thợ dọn sơn lại màu xanh. Đó, màu xanh nha. Nhưng mà đồ đạc trong này là còn nguyên riêng nguyên bản luôn. Đầu là còn nguyên riêng nha, rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì bên em như bữa trước em có quay đó. Thì nó nằm trong cái mấy cái thùng kia kìa. Đó, nó hơi bị chóc sơn. Sơn ngoài hơi bị chóc. Bên em cho thợ dọn lên. Đó, đánh trà sơn màu xanh nha. Đó, sơn cái thùng đó, cho nó đẹp. Dễ coi nha anh em. Đó. Rồi, giờ em sẽ đi vào chi tiết cái bộ thùng 508 này. Bộ thùng 508 này thì cái đầu nén rửa xe, đầu nén KR508VH nha. Con này là còn nguyên riêng nguyên bản luôn. Cái đầu nước sơn còn nguyên riêng luôn nha. Nước sơn còn nguyên riêng nguyên bản luôn. Đó, đầu đồng thì em có vệ sinh lại. Đó, vệ sinh lại nha. Đó, đồng hồ riêng luôn nè. Đồng hồ nguyên riêng nguyên bản luôn. Đồng hồ của Rimitsu của Nhật luôn nha. Tay hồi điện luôn. Tay hồi là điện là của nó luôn nha. Nguyên riêng. Ngắt súng là sẽ ngắt máy luôn. Đó, có lọc nước. Lọc nước Rimitsu luôn nha. Lọc nước rất là trong à. Đó, anh thấy không? Nước rất là trong veo luôn. Và co này mình dọn lại sạch sẽ đẹp đẽ luôn nha anh em. Đó, ốc tán này mình có vệ sinh hết rồi. Đó, vậy anh em xài cho nó lâu dài cho nó bền nha. Đó, bên mình thì làm và test chạy ok hết trước khi bàn giao cho anh em nha. Đó, cái motor này, motor của thằng Toshiba, Toshiba 3,7 kW nha. 3,7 kW điện 3 pha 380. À, em đấu có điện 3 pha 380 này nha. Còn anh em nào muốn để 3 pha 200 á, thì mình sẽ có biến tần á, thì em sẽ lắp chạy biến tần 3 pha 200 vẫn được. Đó, anh em xem cái đầu, đầu còn rất là đẹp luôn nha. Nguyên riêng luôn. Đó, 508. Motor Toshiba. Rồi con này thì có bộ khở khở đồng từ và rồi lại thời gian, thăm mơ thời gian đầy đủ nha. Ở con này thì nó có chế độ ngắt ngắt nước luôn. Nước nó trong thùng mà nó thiếu là nó sẽ máy nó sẽ không chạy nha, không chạy. Còn anh em nào muốn xài không có chế độ này thì cái dây nè, hai dây này gặp chúng nó lại là không xài chế độ ngắt nước. Có nước thì nó sẽ chạy và không có nước thì nó sẽ không chạy. Đó, bộ thùng này sơn lại nha em, nó rất là đẹp. Tem bọng thùng máy nóc, thùng máy nóc nha, thùng máy nóc có phao cơ chứa nước nè, phao cơ gắn phao cơ vô này, phao cơ chứa nước. Đó, thùng máy nóc này nó xả nha anh em, xài lâu ngày quá lỡ nó bị rác rén nó xả nó ra. Này đường còn vua nè, có phao cơ tự ngắt nha. Đó, con này thì có hai chế độ, một chế độ là ngắt tự động và một chế độ là bình thường nha anh em. Đó, ngắt tự động nè. Rồi, giờ em sẽ đi vào chi tiết test máy cho anh em xem nha. Đó, test máy, test tải. Máy thì có 3 dây nóng, 1 dây mát, 3 pha. Có 3 dây nóng, 1 dây mát. Dây mát màu xanh. Em test máy nha. Đó, máy đang chạy nha. Đó, đang chạy đang ngắt. Ngắt súng ấy. Đó, súng đang ngắt nè. Giờ em xịt cho anh em xem nha. Áp 80 kg. Đó. Quá đã luôn. 80 kg nha. Đó. Rồi. Ngắt súng là sẽ ngắt máy luôn. Trong này thì có timer thời gian mình chỉnh giờ được nha, chỉnh thời gian. Đó, 3 4 giây, 5 giây, 7 giây đều được hết. Có lực nó ra nha anh em. Con này đó. Đó, nó chạy đâu. Quá đã luôn nha. Đó, ngắt súng là mấy giây sau là ngắt máy. Đó. Đó, này sao? Máy chạy rất là êm luôn, đậy nắp lại rất là êm luôn nha. Con này mà anh em rửa xe, tải xe, xe chuồng chạy rất là ngon luôn.
Ok 508. Dọn đẹp đẽ cho anh em. Rồi. Xịt cái nữa cho nó hết nước luôn nha. Nó hết thùng nước luôn. Đó. Tắm máy đi xe mấy bộ phun thuốc. Quá đã luôn. Rồi, ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Anh em ngắt súng xong rồi tắt công tắc chỗ này. Và tắt xe bi chỗ này. Đó, tắt xe bi của mình. Rồi, thì bộ này thì mình cho thợ dọn lên chẹp tết chẹo kia cho cả mọi người nha. Thì bộ này nếu mà máy không như vậy là 13 triệu rưỡi. 13 triệu rưỡi. Chưa bao gồm dây súng nha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn anh em muốn dây súng nào, dây súng thì em sẽ bán dây súng riêng. Đó, dây Ý, dây Nhật đều có hết nha. Đó, súng Ý, súng thường, súng Đài Loan đều có hết. Đó, nó có giá hết nha anh em. Đó, giá 13 triệu rưỡi. Là chưa bao gồm phí vận chuyển là bộ máy này không. Ở trong này thì mình có dọn một bộ máy rất là đẹp thôi. Bữa sau mình sẽ lên video clip cho bộ này cho anh em xem. Bộ này là TR 720. Đó, motor 10 ngựa nha, 7,5 kW 10 ngựa. 3 pha 308. Đó, ngắt súng là máy chạy không tải. Đó. Bộ 720 nha, có lô chống sắn nè. Lô chống sắn dây. Đó. Có lô quấn dây luôn nha, dây 20 m dây. Cái lô này anh em quấn tầm khoảng 5-70 m là vô tư nha, 5-70 m là vô tư. Đầu 720 nè, rất là đẹp luôn. Đó, có nút on off đầy đủ hết. Khởi động từ. Đó, nói chung là nó nguyên bản của nó nha anh em. Đó. Áp lên 250 kg. Súng Italia luôn nè, súng Ý luôn. Đó, súng Ý luôn nha. Súng Ý riêng nó luôn à. Đó, bây giờ mình sẽ test video bộ này cho anh em xem và còn bộ này thì em làm chạy ok rồi nha. Đó, có video test máy test thử rồi. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể luôn. Đó, bộ này thì anh em nào mua thì cứ alo cho em. Đó, như bộ này là máy không thì là 22 triệu. Đó, 22 triệu nha. Rồi. Thì trong này thì cũng có mấy bộ thùng như vậy luôn nè. 508 709 nè. Đó. Bên mình cũng đang dọn được hai bộ thùng 508 đó nha anh em. Ở bên kia đang dọn nè. Rồi. Thì anh em nào cần cái bộ này thì cứ liên hệ cho em. Đó, còn hàng còn rất là nhiều luôn. Anh em nào muốn dọn như vậy thì mình sẽ dọn như vậy đẹp đẽ luôn nha. Đó. À, còn được tầm khoảng chục thùng anh em à, rất là nhiều luôn để phục vụ cho anh em nè. À, mấy thùng này nó hư tỉ sắt xíu thôi, mình đánh vệ sinh bên ngoài thôi nha anh em. À, bỏ công ra thợ dọn. À, như này anh em thấy không? À, dọn nè. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em 0332416648 nha. Còn anh em nào muốn để riêng như vậy thì mình để riêng như vậy nha. À, giá 13 triệu. À, để riêng như vậy luôn. À, để riêng như vậy nó hơi chóc xíu nè. À, vệ sinh giá 13 triệu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip. Anh em xem xong nếu hay thì một like, lượt đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình. Ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Anh em thấy hay thì cứ alo số điện thoại phù hợp với anh em thì anh em đăng ký. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em các video khác. Rồi, xin chào và hẹn anh em. Bye bye.